Dạ. À, cảm ơn anh Cường. À, anh Thành, à, để mà ứng phó Trung quân với để mà có thể thực hiện được cái tham vọng của Trung Quốc trỗi dậy, à, vươn lên và cũng như là chống lại, à, phản ứng lại và là cản trở lại cái sự, à, o ép của Mỹ và phương Tây, thì từ trước nhiều năm trước thì Trung Quốc đã đưa ra cái, à, chiến lược đấy là một vành đai, một con đường, và gần đây đấy là, à, muốn đề nghị, tức là chắc là một nước đi rất là, à, khôn ngoan, chẳng hạn tạm gọi là CPTPP, tự dưng lại nộp đơn lại tham gia. À, anh có thể tóm tắt lại cho khán giả xem được là bây giờ ứng phó, ok, thế thì câu chuyện vừa rồi anh Cường nói là câu chuyện nội tại rồi, à, đại hội đảng sắp tới rồi, xung đột này rồi, thuận lợi kia, thế nhưng mà ứng phó của Trung Quốc với bên ngoài, à, anh tóm tắt lại câu chuyện về một vành đai, một con đường, cũng như câu chuyện về CPTPP mà Trung Quốc vừa rồi đã nộp đơn. Không nhanh ngắn thôi, nếu nói là chỉ riêng vành đai con đường cả ngày được. À, cái ý tưởng về vành đai con đường là bắt đầu từ năm 2013, tức là cũng 8 năm rồi. À, bắt đầu từ chính Tập Cận Bình đó. Thế thì cái ý tưởng ấy nó bắt nguồn từ cái chỗ là thế này. À, khi tôi trao đổi một số học giả Trung Quốc, đây là cái tôi nghe từ học giả Trung Quốc, tại sao họ cái cách tiếp cận này, thì bên cạnh cái sự phát triển của Trung Quốc, cái kết nối với thế giới và cái nguồn lực lúc bấy giờ, cái dự trữ ngoại tệ họ rất là lớn, 3-4 nghìn tỷ đô la dùng thế nào. Thế và chúng ta đều biết lúc bấy giờ là đã vào cái quá trình đàm phán những cái hiệp định như là TPP, rồi thì cũng bắt đầu có ý tưởng là ASEP. Chúng ta nhớ rằng cái RCEP ấy, ASEP ấy, là ASEAN khơi mào, đúng không? Thế thì những ý tưởng ấy nó vẫn là kế tục của những cái tiến trình tự do hóa thương mại theo cái luật chơi, bắt đầu từ những giai đoạn là WTO, rồi các cái hiệp định thương mại tự do, rồi chất lượng cao, rồi thì quy mô phạm vi có thể lớn hơn đó. Trong khi cả thế giới hay là riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương chưa thể có một cái FTA được. Thế thì Trung Quốc cần làm gì để thể hiện và chọn cái ngách nào, cái dimension nào để thể hiện. Thế thì nó có vấn đề rất quan trọng. Và đặc biệt là ASEAN, các nước Đông Á, thì bên cạnh cái tự do hóa, mà nói tự do hóa là dẫn dắt thị trường, đó. Càng tự do càng thị trường, đó. Thì là một cái vấn đề hợp tác. Cho nên nếu các bạn nhìn các FTA ở Đông Á, thì bao giờ kể cả ASEP, nó khác TPP, khác CPTPP. CPTPP và TPP nhấn có nói đến hợp tác cooperation nhưng mà không nhấn mạnh. Còn tất cả các FTA ở Đông Á này là đều có những chương rất nhấn mạnh vấn đề hợp tác. À, hợp tác thì nó khác với cam kết theo luật rule based hợp tác trái tim, MOU. Thế và trong hợp tác thì phát triển hạ tầng là một vấn đề rất quan trọng, mà đúng vào cái thời điểm vấn đề tự do hóa rồi, bây giờ phải mở rộng, phải thúc đẩy cái hiệu quả, thì cái không có gì hơn là hạ tầng cứng, hạ tầng mềm. Mà hạ tầng thì cần rất nhiều tiền, cần rất nhiều vốn, Trung Quốc lại đang có, thì đấy là một cái lựa chọn rất chiến lược của Trung Quốc. Cái thứ hai là chúng ta phải hiểu cái concept gọi là một vành đai con đường. Cái này thì anh Cường biết rất rõ, nó không hình thành một cách hoàn hảo ngay từ đầu, nên là ngay học giả Trung Quốc cũng rất cãi nhau hiểu thế nào, đúng không? Đấy. Phạm vi thế nào, vẽ cái bản đồ rồi quy tắc chơi thế nào. Thế thì Tập Cận Bình và phía Trung Quốc có nói rằng đây là một concept hợp tác phát triển hạ tầng, nhưng nó sẽ cùng hình thành với cái rule, cái luật chơi sẽ cùng hình thành theo không gian và thời gian, nó vừa song phương, nó vừa đa phương. Thế và Trung Quốc dần khẳng định là hạ tầng này là hạ tầng gắn với chữ xanh, phát triển bền vững. Hạ tầng này là được một cái cơ chế tài chính hỗ trợ minh bạch theo những tiêu chuẩn cao, cho nên là cái ngân hàng BIDV ấy, ngân hàng phát triển hạ tầng châu Á ấy, mà Trung Quốc là cổ đông lớn nhất, Ấn Độ là cổ đông lớn nhì, đó. Việt Nam và các nước ASEAN cũng là cổ đông sáng lập của cái BIA này, và nhiều đến nay là 50 mấy nước, 60 mấy nước tham gia, rất nhiều, cả châu Âu tham gia, đúng không? Cả các nước tư bản tham gia. Trung Quốc
cái cơ chế này muốn nói đây là một cơ chế financing nhưng mà minh bạch, luật chơi là đỉnh cao quốc tế đấy. Ý này. Thế thì đấy là chúng ta hiểu gì ai, nhưng người ta quản ngại cái điều gì? Quản ngại thứ nhất là Trung Quốc có mâu thuẫn với các nước, thế mà cái BRI thì lại phủ lên những cái vùng như thế, đúng không? Cái sự hiện diện. Cái thứ hai là vì nó hình thành cùng quá trình trừ cái BIIB, cho nên cái tính minh bạch, có thể là tính giải trình accountability nó có thể không cao, đúng không? Bởi vì anh không hoàn thiện ngay từ đầu mà anh dần dần hoàn thiện, thế thì biết thế nào. Cái thứ ba là cái vành đai con đường này đi qua rất nhiều điểm chiến lược và có thể có tranh chấp, đúng không? Ví dụ như là vùng Ấn Độ Dương, kể cả vùng Biển Đông, đúng không? Đấy, thì nó liên quan đến đấy. Và trong cái luật chơi này thì bên cạnh cái đa phương thì nó lại không rõ giữa BRI hay là support ODA của Trung Quốc cho một nước cụ thể song phương. À, thì đấy là BRI, thì tôi muốn nói vài vài câu chuyện, tức là ý đồ tầm quan trọng của nó gắn với các cái hiệp định, nó có ý nghĩa thúc đẩy, bởi vì là hạ tầng và thuận lợi hóa thương mại đầu tư là rất quan trọng xét về kinh tế, nhưng mặt khác thì nó đang vướng phải một số vấn đề đó, từ nội tại, từ tương tác với các nước và cả cạnh tranh, cho nên không phải ngẫu nhiên cũng có người nói Indo Pacific của Hoa Kỳ là đối lại với cái BI. Tất nhiên cái cách tiếp cận của Mỹ là khác. Thế còn CPTPP thì tôi phải nói thế này, có thể nói đây là một hiệp định rất hấp dẫn, nó cao mà lại hấp dẫn. Vì sao? Vì là nó nền tảng cho những hiệp định của tương lai, mặc dù nó chưa bao phủ hết được tất cả các vấn đề của thương mại tương lai, cho nên không nước nào muốn chậm chân. Cái tính hấp dẫn của TPP và CPTPP ấy, trừ ông Donald Trump nhảy ra là hấp dẫn. Khi TPP ra đời và CPTPP thì rất nhiều nước là muốn là ngỏ ý tham gia, trong Đông Nam Á ta đó, điểm này điểm kia, thì ngoài ngoài mình Malaysia, Brunei là thành viên rồi, thì là Philippines đó, Thái, tất nhiên là họ vướng những vấn đề nội bộ, và thậm chí Indo, các cái nhóm nghiên cứu khác nhau đó, họ cũng có thể có cái cách khác nhau nhưng cũng nhìn nhận tương đối thuận. Rồi Hàn Quốc vốn đã có một cái hiệp định FTA chất lượng cao song phương với Hoa Kỳ, và gần đây thì chúng ta biết là Anh đang đàm phán để gia nhập và triển vọng là rất là tích cực đó. UK sau khi rời EU nói rồi, và không phải đây tôi nói ngoài, không phải ngẫu nhiên mà Anh với Việt Nam đàm phán rất chóng ngoánh cái FTA song phương hai nước đó. Chân nhanh, chân nhanh. Thế thì bây giờ là Trung Quốc, thì gần đây là Chinese Taipei, Đài Bắc sau Trung Quốc cũng xin gia nhập. Thế thì về nguyên tắc các bạn hiểu thế này, các hiệp định ở khu vực châu Á Thái Bình Dương với tinh thần của APEC, có bạn nào đăng cái PCC là tôi tham gia đấy, thì là mở, là open, tức là tiếng Anh là open regionalism, tức là đều theo quan niệm là chủ nghĩa khu vực mở. Tại vì khi chúng ta làm FTA trong một câu lạc bộ thì nó có tại hiệu ứng méo mó nguồn lực, bởi vì thằng trong câu lạc bộ được hưởng, thằng ngoài không hưởng, thì về mặt nguyên tắc phân bổ nguồn lực là nó có thể méo mó, thế là kinh tế. Thế cho nên là về nguyên tắc nó là mở, có nghĩa là một anh khác có thể tham gia. Thì CPTPP, TPP cũng theo nguyên tắc mở. Hai điều, điều thứ nhất anh phải đảm bảo được tất cả các tiêu chí, thì nó cũng giống như WTO mọi, anh muốn vào tôi phải xem anh có đáp bảo được các cái criteria đấy không. Thế mà TPP và CPTPP là một hiệp định chất lượng rất là cao. Cái thứ ba, anh thỏa mãn hay không thì còn là quá trình đàm phán với các thành viên đó, với một mức độ nào đấy thì anh mới có thể được gia nhập. Đấy. Thế thì chúng ta đều biết là cái việc một cái FTA mà mở rộng thì về nguyên tắc là tác động sẽ tích cực hơn về kinh tế, nguồn lực sân chơi rộng hơn, nguồn lực sẽ phân bổ hiệu quả hơn, cạnh tranh sẽ tốt hơn đó. Đấy là kinh tế thị trường.
Đấy, rất là không cần phải mô hình CG gì cả. Thế nhưng tất nhiên ở đây nó có những vấn đề về chính trị, những vấn đề khác mà chúng ta đã chia sẻ. Đúng không? Thế và sau khi Trung Quốc, thế thì chúng ta hiện nay chúng ta thấy các nước thành viên CPTPP phản ứng khác nhau. Đúng không? Canada, đặc biệt Mexico không thuận. Đúng không? Úc thì đang có xung đột thương mại với Trung Quốc. Một hai ngày gần đây thì thuận hơn nhưng mà cũng căng thẳng, căng, đúng không? Nhật căng. Nhưng mà ví dụ Malaysia, Sing thì cơ bản là support. Đó. Ví dụ như vậy. Thế là Việt cái Nam thế nhìn nào anh? hả? Việt Nam. Việt Nam thì Cái nhìn của tôi Việt chưa Nam nghe vào tuyên cái việc mà bố. Trung Quốc tham gia, Việt Việt Nam đã Nam tuyên bố thì gì cá nhân tôi nói vậy, bởi vì không, chứ còn tôi chưa? không chưa rõ, đúng không? Về nguyên tắc thì ngay cả những nước phản đối, nước mà căng ấy, thì cũng không phải là dùng từ phản đối, bởi vì nguyên tắc của luật chơi là open, có đúng không? Đấy. Vấn đề chỉ là đó. Họ có nói theo khía cạnh là anh ấy, nhưng mà anh làm sao mà anh đảm bảo được những cái tiêu chuẩn của CPTPP, ví dụ như là doanh nghiệp nhà nước, ví dụ như là IPR, ví dụ như là thương mại điện tử và dịch chuyển data. Các bạn nhớ rằng là trong CPTPP về data thì cái cam kết là sâu hơn cả Việt Nam EVFTA, tức là Việt Nam châu Âu, đúng không? Tất nhiên là nó chưa phủ hết, mà là những cái ấy thì cũng có cách nói là căng này, còn lâu ông mới có thể thỏa mãn được những cái điều kiện này. À, đúng không? Hay là cũng căng là liên quan đến cái câu chuyện thực tế là rất nhiều học giả Úc viết là ông với tôi phải thuận hòa lại cái chuyện thương mại, chứ xung đột như thế này thì còn lâu mà đàm phán với tôi được cái chuyện ý thế, đúng không? Nhưng Hay anh là đánh giá là triển vọng như nào? Triển vọng Trung Quốc có tham gia không? thôi thì tôi nghĩ trong ngắn hạn thì chưa 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 có Được. khả năng, trong ngắn hạn thì chưa có khả năng đó. Thế và như tôi nói là nó hấp dẫn và nhiều nước tham gia thì cái khả năng mà các nước khác tham gia trước là cao hơn. Ok anh Thành. À, với lại Hoàng Cường, anh cập nhật cho mọi người biết được cái tình trạng, cái thực trạng, cái tiến triển của cái chiến lược một vành đai, một con đường đã đi đến đâu ở Trung Quốc, từ cái kế hoạch tổng thể hiện nay đã triển khai được bao nhiêu, và anh ước lượng rằng Trung Quốc có thể đạt được bao nhiêu phần trăm so với cái chiến lược đó, và đặc biệt là cái câu chuyện ở Campuchia cũng như là ở Lào gần đây, hình thành đường sắt rồi hình thành, đặc biệt ở Campuchia, anh cập nhật cho mọi người và anh cung cấp cái thông tin về câu chuyện này ạ. Vâng, như anh Thành cũng nói thì BRI, vành đai con đường ấy, thì là một cái Trung Quốc nói là ý tưởng chiến lược, nhưng mà thực chất đây là một chiến lược của Trung Quốc, vừa đối nội nhưng mà cũng vừa đối ngoại, đặc biệt là trong cái liên kết, nói một cái từ xa hơn nữa là tập hợp lực lượng, đúng không? Thế thì về mặt kinh tế thì ở Trung Quốc đầu tư rất là mạnh, đến hiện nay đầu tư hơn 100 tỷ đô la cho các nước dọc về vành đai con đường, và cái thương mại giữa các nước đó thì cũng rất là lớn. Và cái vành đai con đường đây là chính là sản phẩm chiến lược của ông Tập Cận Bình, đây là cái sản phẩm chính trị của ông Tập Cận Bình đó. Nó được đưa vào các cái báo cáo của Đại hội Đảng rất là lớn, được đánh giá rất cao và cũng là triển khai rất mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng gặp một số khó khăn đấy, như anh Thành nói là cái vấn đề khó khăn nhất là cái vấn đề niềm tin. Cái đầu tư thì rất là tốt đấy, nhưng mà cái niềm tin như thế nào, và là cái hiệu quả của các dự án. Cái vùng mà vành đai con đường đi qua thì nó đi qua các cái vùng xung đột, những cái vùng mà đang tranh chấp, nó còn gây ra những cái tranh chấp và gây ra cái nghi ngại đối với các nước dọc ven đường, đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái điểm thứ hai là các hiệu quả của các dự án, thì rất nhiều nước hiện nay đang rất là e ngại nó rơi vào cái bẫy nợ. Hiện nay ví dụ như thế, các nước là rơi vào cái bẫy nợ, nó rất là e ngại đấy. Các hiệu quả của các đầu tư của các dự án, có một điểm gọi là không may nữa thì đúng là giờ Covid, rồi là thương chiến, đâm ra làm cái tốc độ của vành đai con đường đã chậm lại trong mấy vừa năm vừa qua đấy. Và cái điểm này là bản thân Trung Quốc cũng nghi ngờ, rất nhiều học giả Trung Quốc nghi ngờ và đầu tư như thế thì cái thu hồi vốn sẽ thế nào. Hiện nay ông Tập Cận Bình bỏ tiền ra nhưng mà chưa thu hồi được tiền, đấy là cái lo ngại của Trung Quốc. Đây là cái sản phẩm chính trị rất là khó đối với khó ở Trung Quốc hiện nay, là
Trung Quốc thì vẫn kiên trì thúc đẩy, tuy nhiên là cái hiệu quả thì không được như mong muốn, bởi vì nó có những nhân tố chủ quan khách quan như vừa nói như vậy. Tuy nhiên họ vẫn kiên trì. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là cái những vấn đề về chính trị và đối ngoại của Trung Quốc như vậy. Thì hiện nay họ vẫn đầu tư, tuy nhiên họ tính là làm thế nào để tăng cao cái chất lượng, và như anh Bình lúc nãy có nói là làm thế nào VRI về màu xanh, nó phải làm sao nó phải chống được tham nhũng nữa cơ. Đấy, chứ không phải là vành đai con đường đi xuất khẩu tham nhũng thì không được. Đấy, nó như vậy. Thì nó là rất nhiều các vấn đề về chất lượng, chủ yếu nhất là chất lượng và vấn đề niềm tin. Tôi cho rằng là hiện nay hai cái vấn đề lớn nhất hiện nay là đang phải thách thức như vậy và chậm hơn so với dự kiến. Đấy là những vành đai con đường. Anh theo anh triển vọng trong một vài năm tới thì cái chiến lược này nó sẽ phát triển ở cái mảng nào và bị trở ngại nhất ở trong cái chiến lược này là ở khúc nào? Ở cái trở ngại thì nói trước giờ lớn nhất vẫn là cái niềm tin đó. Tức là hiện nay cái hợp tác của các nước rất là lo ngại khi thách thức đến vấn đề an ninh phát triển của các nước. Cái này nó sẽ tạo ra cái thách thức. Và thách thức chúng ta cũng thấy là Ấn Thái đấy. Thì ở một góc độ nhất định đây chính là cái đối trọng lại với vành đai con đường. Vì đây là cái Mỹ đang quyết liệt phản đối và có những chiến lược để kiềm chế. Thì đây là cái khung cảnh lớn. Đấy là cái nữa là cái hiệu quả của các dự án. Đấy là cái mà khó khăn. Đấy, nhưng mà Trung Quốc vẫn là tiếp tục đẩy cái này về các dự án và các cái vấn đề cụ thể. Việt Nam có cái vị trí nào trong cái chiến lược đấy không anh? Việt Nam chúng ta thấy là rất là quan trọng, vị thế rất quan trọng. Cái vành đai con đường nó đi qua Biển Đông đó, là cái vị trí rất là quan trọng đối với Việt Nam. Quan trọng. Tuy nhiên nó lại xung đột với chúng ta, bởi vì Trung Quốc làm như thế thì nó cũng là ông ấy quân sự hóa Biển Đông, và như thế là gây ra cái căng thẳng của Biển Đông và cái làm cho suy giảm cái lòng tin ở hai nước. Thì đây là cái khó khăn làm sao mà giải quyết được cái khó khăn này. Đấy, cho nên xin mời anh Thành ạ. Anh Thành ơi, vừa rồi Trung Quốc hình như là có cái vấn đề về công nghệ đưa người lên mặt trăng rồi hành trình này kia. Anh phân tích như nào về cái sự phát triển về công nghệ rất là kinh khủng của Trung Quốc trong mấy chục năm qua? Họ copy, sao chép rồi tự phát triển nội tại nữa. Cái khoa công nghệ của Trung Quốc cũng kinh khủng. Mặc dù là đường sắt của Việt Nam thì lại câu chuyện khác. Nhưng ý nhất là khoa công nghệ của Trung Quốc cũng phát triển. Và những cái phát triển về khoa công nghệ này có ẩn ý gì, có ý đồ gì khi mà nó giống như cuộc đua ngày xưa là Mỹ với cả Liên Xô cố gắng đua nhau đưa người lên mặt trăng. Bây giờ có vẻ như thấy anh thấy ông mấy năm vừa rồi nào là Mỹ cũng đưa người lên sao Hỏa, Trung Quốc lại như thế này. Anh nhìn nhận như thế nào về tầm vóc của nền công nghệ Trung Quốc? Trước khi vào thì tôi bổ sung một cái thông tin liên quan đến vành đai con đường. Như anh Bình hỏi, Việt Nam cũng là một thành viên sáng lập cùng với các nước ASEAN ở trong cái ngân hàng AIIB. Thế và những cái giải ngân từ ngân hàng AIIB thì mặc dù Trung Quốc là cổ đông chính, nhưng mà hai cổ đông lớn là Ấn Độ, Trung Quốc và rất nhiều cổ đông khác. Và Trung Quốc nói rằng là cái ngân hàng này sẽ tuân thủ theo những tiêu chuẩn tốt nhất, minh bạch. Thế nhưng mà nó có vấn đề, như tôi nói, lẫn giữa cái ODA của Trung Quốc. Cái cho vay của các cái thể định chế tài chính khác của Trung Quốc với lại AIIB. Mặc dù vậy thì cho đến nay theo tôi đọc trên báo chí thì mặc dù Việt Nam cũng là một cổ đông ở trong ngân hàng ấy đấy. Thế nhưng mà chúng ta chưa có bất kỳ một cái dự án nào giải ngân từ cái nguồn này cả. Cái này thì gây khác các nước xung quanh, ví dụ như là phần nào rõ nhất là ví dụ như là Lào, Campuchia, Indo, đúng không? Phần nào đấy có thể là Philippines, Thái Lan. Thế thì cái hiệu quả thì chúng ta biết là cái dự án đường sắt ở Malaysia là một cái rất là rõ. Thế ngay ở Lào thì cũng kéo thời gian thì có thể là không phải quá dài vì cái địa hình hiểm trở với 400-500 cây 5 năm. Nhưng mà vốn thì nó đội lên rất là mạnh, tức là tỷ rồi đến gần 6 tỷ, tốc độ khoảng 150 cây, tốc độ cao, siêu tốc. Thì họ sắp chạy rồi. Tất nhiên thì so với cái đường sắt trên cao Hà Nội thì còn tốt hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ quay lại công nghệ. Rõ ràng cái này thì không phải bây giờ mà hàng chục năm nay trong cái cạnh tranh chiến lược hay là trong sự phát triển của mỗi quốc gia thì vấn đề công nghệ là khoa công nghệ là cực kỳ quan trọng rồi. Thế nhưng mà bây giờ
thì với cái tầm vóc của Trung Quốc như vậy, đúng không? Thì với cái sự đối đầu, xung đột ở trên nhiều phương diện như vậy, ví dụ như giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chưa nói tính phức tạp trong cái cạnh tranh các nước lớn, rồi các nhóm nước, chúng ta nói Indo-Pacific, chúng ta nói Biden với các liên minh, nhưng chúng ta đừng quên BRICS, ví dụ như vậy, là những nhóm nước rất lớn, đúng không? Nga, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi. Thế thì trong cái bối cảnh ấy thì người ta coi công nghệ như là một cái chiếm lĩnh chủ chốt nhất, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vật liệu, năng lượng, nano sinh học, và nhất 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 là công nghệ số. Putin có một câu nổi tiếng là ai kiểm soát được AI, phát triển được AI, số một AI, người ấy thống trị thế giới, trí tuệ nhân tạo. Thế và chúng ta thấy những lĩnh vực mà nó thể hiện của cái công nghệ số, công nghệ mới nhất mà tôi, những cái công nghệ và tích hợp của nó, thì chúng ta thấy rõ nhất là trong công nghệ quốc phòng, công nghệ vũ trụ. Vấn đề không phải chỉ là cái quả vũ trụ vào không gian đi do thám, bay đẹp, du lịch, mà vấn đề nó là cuộc thử nghiệm lớn về các loại công nghệ. Và cái nữa là cái tốc độ thay đổi công nghệ nhanh đến mức mà bây giờ rủi ro công nghệ, đầu tư công nghệ, rủi ro chính sách hỗ trợ công nghệ là rất lớn. Câu chuyện rất rõ là chính sách hỗ trợ năng lượng điện mặt trời ở Thái Lan và phần nào Việt Nam. Đấy, rất rõ những rủi ro. Nhanh đến mức như thế, cuộc đua lại càng phải gấp gáp. Tôi thì không rõ, nếu các hôm nào thì có thể mời các anh về công nghệ số, về trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà ngay trí tuệ nhân tạo hiện nay ấy, thì như tôi đã nói ban đầu ấy, nếu tính số lượng bài báo đăng trong các tạp chí khoa học về trí tuệ nhân tạo, công nghệ số thì có rất nhiều cái, nhưng đỉnh cao là blockchain, trí tuệ nhân tạo, thì mà được cited, tức là được dẫn, thì Trung Quốc là số 1 thế giới. Thế nhưng nếu nói về độ sâu, hàm lượng sâu về khoa học ở trên những cái công nghệ lõi nhất, chốt nhất của công nghệ số, của trí tuệ nhân tạo, thì hiện nay Mỹ vẫn dẫn đầu. Thì có thể là vì Trung Quốc đông dân, khoa học cử khắp nơi, sinh viên học khắp nơi viết. Bên cạnh mỗi bài báo là cho mấy trăm đô và các bạn đừng quên, các bạn đừng quên như Nga cũng rất là nổi về AI, đúng không? Và một số nước ở châu Âu, rồi thì một số nước châu Á như là Ấn Độ về công nghệ số rất là giỏi. Thì Việt Nam hiện nay cũng được đánh giá là, theo tôi hiểu là mass, đánh giá theo đám đông thì có thể mình chưa là tỷ trọng chưa cao, nhưng mà về chất lượng ở một số chiều cạnh dimension này, thì Việt Nam cũng là khá giỏi, tinh thần là như vậy. Thế cho nên là cái cuộc đua này là rất lớn, cho nên chúng ta nói về Trung Quốc hay là Mỹ cố gắng kiểm soát Big Tech, đúng không? Ví dụ như Mỹ là luật cạnh tranh, không để cho Trung Quốc mua lại các công ty công nghệ của Mỹ, ví dụ vậy. Hay là Trung Quốc vừa rồi ứng xử về mặt chính sách chúng ta vừa đề cập. Thế nhưng mà đừng quên là họ vẫn rất bảo vệ các Big Tech. Đấy, vụ Huawei là thấy rất rõ, đúng không? Hay là Tencent rất là rõ. Thế và một cái điều nữa nên nhớ rằng chúng ta hay nói là các doanh nghiệp vừa và nhỏ không phải là những Big Tech, nhưng mà đừng quên các nhóm sản xuất thiết bị, mà cái thiếu hụt chip bây giờ là một câu chuyện rất rõ. Thế mà sản xuất thiết bị, đúng không, mà lại có cái nhúng, phần mềm nhúng những con chip cả. Thế thì chúng ta biết là đừng coi thường là Đài Bắc Trung Hoa. Có những công ty, tất cả Big Tech đều phụ thuộc vào nói, mặc dù có thể nó chỉ là vừa. Cho nên là bên cạnh cái lý luận, bên cạnh cái phần mềm, đừng quên cái sản xuất thiết bị.
vai trò trên các mạng, các chuỗi cung ứng. Và cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ấy, nó làm bộc lộ rất rõ đấy, điểm yếu của cả Hoa Kỳ, cả Mỹ, cả Trung Quốc. Cảm ơn anh Thành. Cũng liên quan đến câu chuyện về khoa học công nghệ của Trung Quốc, muốn anh Cường cập nhật thêm. Anh tôi được biết tức là trong mấy năm qua, trong nhiều năm qua thì Trung Quốc vẫn rất tiếp tục nỗ lực đầu tư cho giáo dục. Tôi nghe được biết tức là rất nhiều sinh viên Trung Quốc sang học ở Mỹ, mà gần đây Mỹ còn ra một số chính sách mà hạn chế, cấm không cho sinh viên Trung Quốc vào. Thì anh cập nhật như thế nào về tình hình phát triển về nền giáo dục của Trung Quốc? Cũng kể thêm với các bạn khoảng độ năm 2000, tức là rất lâu, 20 năm rồi. Thế thì khi những người bạn tôi có một vài người bạn, trong đó có anh Đỗ Quốc Anh nhé, Đỗ Quốc Anh mà học ở Harvard và học Polytechnic của Pháp, mang cho tôi mấy quyển sách về giáo trình đại học ở trường đại học Bắc Kinh với trường đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc ấy. Thì tôi vô cùng ngạc nhiên được là họ copy y nguyên. Tôi không biết là bản quyền, hồi đấy thì mình không dành về bản quyền, nhưng nói thêm với các bạn là sách giáo trình Đỗ Quốc Anh mang về cho tôi được là sinh viên Trung Quốc học những giáo trình của Mỹ, của Harvard, chỉ có khoảng độ 10-20 trang đầu là tiếng Trung rồi, còn phần ở trong là bằng tiếng Anh hết. Tôi rất là ngạc nhiên, đến 20 năm đấy, 20 năm trước là đã học được như thế, mà tôi bảo là sao mà tiến bộ thế. Tôi làm ở trong ngành xuất bản, đến bây giờ những giáo trình ở Việt Nam vẫn lạc hậu, tức là như thế nào. Thì cũng muốn anh Cường cập nhật thêm cái sự phát triển của giáo dục Trung Quốc, các cái trường đại học, các cái viện nghiên cứu của Trung Quốc nó như thế nào. Anh xem đầu tư của chính phủ Trung Quốc quan tâm đến giáo dục liên quan đến công nghệ và nhà khoa học. Vâng, anh Cường. Vâng, như anh cũng đã nói, như anh Thành vừa nói, thì Trung Quốc hiện nay có đang tập trung rất mạnh vào cái kinh tế số. Hiện nay cái kinh tế số của Trung Quốc đã đạt đến khoảng 5.000 tỷ đô la, chiếm khoảng 38% GDP của Trung Quốc, là rất là lớn như thế. Và cái đầu tư cho khoa công nghệ và nghiên cứu và thực nghiệm R&D ấy, thì nó khoảng 2,5% của GDP, và các anh như vậy, rất là lớn. Rất lớn. Chúng ta cũng biết là Trung Quốc như thời gian qua là có cái chiến lược Made in China, đúng không? Cái đó là, đây là một cái đầu tư rất lớn của Trung Quốc vào cái khoa công nghệ. Và họ có các cái cương hiếu và các cái quy hoạch về khoa học công nghệ cho đến 2030, rồi đến giữa thế kỷ. Thì đấy là như vậy. Thì Trung Quốc thì đầu tư rất lớn. Cái chiến lược Made in China thì không chỉ là khoa công nghệ mà đầu tư cho chính là giáo dục. Và cử sinh viên đi nước ngoài, đi khắp các nước. Thấy là đây nó nằm trong cái Made in China hết. Thì cái này cũng cho thấy là Trung Quốc đã nhận thức rất sớm về cái cuộc cách mạng khoa công nghệ và về cái nguồn nhân lực. Hiện nay thì Trung Quốc đang đẩy mạnh rất lớn vào cái đào tạo nhân tài, tức là nguồn nhân lực chất lượng cao đó. Không chỉ ở Trung Quốc mà còn cử đi khắp thế giới. Bản thân ở Trung Quốc thì như các anh chị đã biết là cũng có rất nhiều cái viện nghiên cứu và đào tạo. Nhưng mà cái điểm quan trọng đáng nhấn ấy, thì là phải cho ra là Trung Quốc có một cái cơ chế để cho các nhà khoa học dám thí nghiệm. Tức là cho phép khoa học là phải cho phép sai lầm, cho phép thí nghiệm đó. 1.000 cái bóng điện nó mới ra được cái sản phẩm của ông Edison, chứ không phải là như vậy. Thì về đây có cái đầu tư, tức là đầu tư cho khoa học công nghệ là đầu tư cho rủi ro. Nhưng mà nếu mà thắng lợi thì rất là cao, đúng không? Thì Trung Quốc họ làm cái điều này, tôi cho rằng như vậy. Đầu tư cho giáo dục và không khoa học công nghệ, Trung Quốc cũng rất là mạnh tay. Và như thế thì các cái sản phẩm của Trung Quốc đấy, họ có một điểm nữa muốn chia sẻ là cái họ hóa giải các cái công nghệ rất là giỏi. Phải như vậy. Rất nhiều các cái từ liên quan đến này, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng là họ hóa giải được các cái giải mã được các công nghệ rất là giỏi. Nên là cái điều như vậy. Thì về đầu tư về con người, phải nói họ đầu tư rất là mạnh mẽ cho các cái nghiên cứu trong và ngoài nước, hợp tác trong và ngoài nước rất là lớn. Không chỉ là khoa học công nghệ đó, mà chỉ là khoa học cả nhân văn nữa. Đấy. Quan hệ quốc tế để xây dựng cái hình ảnh của mình, tiếng nói của Trung Quốc, cả như thế được ạ. Đấy, thì chia sẻ thêm các anh thấy là nó đầu tư hiện nay là cái trọng tâm là vào kinh tế số đấy, như các anh vừa nói, và cái IL là cái mũi nhọn, đúng không? Và cái đầu tư của họ cho nghiên cứu và thực nghiệm rất là mạnh. Tuy là cái chiến lược Made in China rất nhiều vấn đề phải thảo luận, nhưng mà một khía cạnh nào đó thì là cũng thúc đẩy cái khoa công nghệ và cái nhân lực của Trung Quốc. Cảm ơn anh Cường. Anh Thành, anh có bổ sung gì thêm không? Anh nhìn nhận những cái nhà khoa học Trung Quốc. Xin mời anh Thành. Chúng ta em cũng tiếp xúc với cả một số cái nhà khoa học của Trung Quốc. Cũng có thể có những nhận xét. Mời anh Thành. Micro. Bật mic đó. Bật mic anh Thành, bật mic đó. Kỹ thuật nhỉ. Mời anh Thành từ. Qua chiêm nghiệm người làm việc với các nhà kinh tế Trung Quốc ấy, thì mình người đọc ấy, thì mình thấy là Trung Quốc tập trung trên rất nhiều phương diện
để mà phát triển khoa học công nghệ. Đó. Cái thứ nhất ấy, là cái việc cử sinh viên đi học hỏi. Và chúng ta biết là cái trước đây ở Đài Loan này, Hàn Quốc ấy, cái dây một trong những nhân tố để tạo cho họ thành con hổ trong năm 70-80 chính là cái lứa sinh viên đi học ở các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ trở về, một nhân tố rất là quan trọng. Đấy, Trung Quốc cái giai đoạn Đặng Tiểu Bình ấy, thì Đặng Tiểu Bình có hai cái câu nói rất là nổi tiếng. Một là mở cửa đặc khu, tư bản vào thì nếu là xấu xa thì mình loại nó ngay, đúng không? Còn nếu mà nó tốt thì mình không có sợ hãi gì hết. Hai là khi cử sinh viên ra nước ngoài thì có một cái ý, đấy, số lượng thì không, tôi không chính xác, nhưng mà ý là 10 ông ra đi mà 50 ông ở lại không về Trung Quốc không vấn đề, chỉ cần 5 ông, 10 ông, 5 ông quay lại Trung Quốc là Trung Quốc thắng rồi. Ý như vậy, họ dám như vậy. Đấy là thời đại của mình. Hai cái, một là mở cửa đặc khu Thâm Quyến, Chu Hoài sáng đầu, hai là cử sinh viên đi học, ý tưởng từ cái thời Đặng Tiểu Bình từ những năm 80, thì đấy là một con đường. Cái con đường thứ hai ấy, nếu các bạn đến các viện của Trung Quốc, ví dụ như viện kinh tế, thì rất nhiều người đứng đầu là từng học ở phương Tây, và cái này là từ những năm cuối những năm 90 độ năm 2000. Tôi nói nhỏ một chút, các bạn thử tìm một cái viện ở Việt Nam mà một người đi học phương Tây về mà làm đứng đầu thì hiếm lắm, nhưng mà Trung Quốc rất phổ biến. Cái thứ ba là các trường đại học. Thế thì chúng ta biết là Việt Nam bây giờ chầy chật tìm ông một trên top 500 của châu Á đã mệt rồi. Trung Quốc có vài trường đại học ngang ngửa kiểu như Tokyo của Nhật, Thanh Hoa, anh Cường biết rất rõ, Thanh Hoa, Bắc đại Đại. học Thanh Hoa bây giờ top 100 thế giới cả, chất lượng rất tốt. Hay trường đại học Bắc Kinh, tôi đã đến đấy, cái viện nghiên cứu ở đấy phải nói là nổi danh thế giới, rất tốt, đã họp đấy rồi, ví dụ đấy. Thì là cái trường đại học, cái viện nghiên cứu, vấn đề sinh viên. Thế và cái nữa là cái chi tiêu, thì Trung Quốc hiện nay là một trong nước tính theo tỷ lệ GDP là chi cho R&D là lớn. Đấy. Hàn Quốc chỉ cỡ 2,8 ví dụ vậy, Trung Quốc 2,5 là rất lớn. Thế nhưng các bạn đừng quên con số ấy là underestimate, bởi vì Trung Quốc là nước thứ hai trên thế giới chi cho quốc phòng chỉ sau Mỹ thôi. Đấy, nếu mà tính vào sức mua tương đương thì có khi vượt cả ông Mỹ đúng không? Mua bát cơm của Mỹ đắt hơn mua bát cơm chứ ông của Trung Quốc. Đấy, Trung Quốc hiện nay đứng thứ hai thế giới về chi quốc phòng. Mà trong chi quốc phòng thì anh chị, các bạn biết chắc chắn là vấn đề chi cho R&D công nghệ là rất là quan trọng. Đúng. Đấy, ý rồi nói thêm bổ sung cái ý ấy về thả tiếp thì anh Cường vừa nói. À, xin cập nhật thêm với cả mọi người ấy, là bản thân tôi cũng nghiên cứu thêm về 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 Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc nó có hàng trăm, chắc là cái ở Việt Nam thì cũng có thôi, nhưng Trung Quốc có hàng trăm các cái think tank. Anh Thành ạ, à, từ năm 2000 Trung Quốc nó mở rộng ra là việc đầu tư cho phát triển các cái think tank rất là mạnh mẽ. Không 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 những thế mà Trung Quốc còn chuyển tiền tài trợ, tôi không biết dùng từ như thế nào, tài trợ ví dụ như là viện Brookings ở ở Mỹ chẳng hạn, hay là một số viện ở nghiên cứu các think tank ở Trung ở Mỹ thì đều có nhận được tiền tài trợ từ phía Trung Quốc. Thì tôi không rõ được cái câu chuyện này là như thế nào. Thì những lần mà tôi sang Trung Quốc ấy, thì sang có tìm hiểu về nền xuất bản Trung Quốc thì quả thực là bên Trung Quốc cũng rất là mạnh mẽ. Bên đó thì các cái cuốn sách mà được cập nhật từ 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 phương Tây, tất nhiên là đại chúng thôi, còn ở bên trong nội bộ, ở trong các cái viện nghiên cứu thì tôi tin rằng là họ cũng chắc là nhiều hơn so với cả ở Việt Nam. Nhưng nhìn bề ngoài ấy, thì nhận thấy rằng là cái sự du nhập về mặt văn minh phần nào đó cũng tương đối khá khá, tương đối rất là mạnh mẽ. Trong đó như tôi nói là rất là chú trọng trong cái câu chuyện mà về 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 think tank. Thế bây giờ tiếp tục anh Cường với anh Thành. Thế anh dự đoán như nào về tiếp tục? Covid nó làm cho một số nó chậm lại mất 2 năm. Cuộc chiến thương mại đâu đó nó nhường chỗ cho cuộc chiến với vaccine, với Covid. Cuộc chiến thương mại dừng lại, chậm lại. Mặc dù là từ phía Trump vẫn nói rằng là Covid này phải gọi là virus này là virus Vũ Hán. Thế nhưng mà ông dự đoán như thế nào tiếp theo? Giả sử sang năm thì đi cuộc chiến này nó quay lại không? Một vài năm tới cái xung đột này nó sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời anh Thành trước ạ. Chúng ta đều biết là cái cuộc chiến nó leo thang rất là mạnh cho đến giữa năm 2019,
sau đấy thì Covid rồi vân vân. Thế nhưng mà trong khi cuộc chiến leo thang ấy, thì chúng ta vẫn nhớ mặc dù rất căng thẳng nhưng mà Mỹ và Trung Quốc vẫn giữ một cái cơ chế mặc cả đàm phán, đúng không ạ? Thế và gần đây nhất nếu các bạn theo dõi ấy, thì chính quyền Biden ấy, về cơ bản vẫn giữ những cái tariff rồi các thứ. Thế nhưng mà cũng bắt đầu quay trở lại cái đàm phán. Đấy, và vòng vừa rồi thì cũng cách đây chưa lâu thôi. Tất nhiên là kết quả thì nó chưa diễn biến theo cái điều mà mỗi bên đều mong muốn. Thế nhưng mà nó vẫn có cái dấu hiệu để tôi lại quay lại cái câu mà Cảnh Bình nói là lạnh hay không, lạnh đến mức nào. Thế thì như tôi đã nói thì cái cuộc chơi nó là cuộc chơi hai nước, tất nhiên nó phụ thuộc vào cái cách nhìn của mỗi ông lãnh đạo thời kỳ như là Donald Trump hay Biden. Thế nhưng mà rõ ràng là cả hai nước cái cuộc chơi nó lớn đến mức mà các bước đi của mỗi bên cũng không phải chỉ là ngẫu hứng, chỉ là xúc cảm, chỉ là yêu hay ghét, mà nó phải có những cái tính toán rất là kỹ lưỡng, chặt chẽ. Và tôi nghĩ là dưới đời Biden, một con người chính trị rất là trải nghiệm, rất là đầy kinh nghiệm, khó có thể tìm một chính trị gia nào ở Mỹ mà trải nghiệm dài như đồng chí khách như Biden. Đó. Thì rõ ràng là ông phải cân nhắc rất là nhiều, mặc dù cái tư tưởng mà chúng ta thấy vẫn rõ là vẫn cương quyết đối chọi với Trung Quốc, có những lĩnh vực có thể hợp tác như climate change, tập hợp đồng minh, đúng không? Đề ra tiếp tục những chiến lược cụ thể hơn với đồng minh là AUKUS, Indo-Pacific, vân vân. Rõ ràng là AUKUS nó có tình giống như kiểu NATO anh nhỉ? AUKUS nó cũng giống như kiểu NATO hồi xưa mà Mỹ dựng ra. Thật cái ra NATO hồi xưa thì không phải, nếu các bạn biết thì nó hồi xưa ấy, khi chủ nghĩa xã hội chiến tranh lạnh ấy, thì Mỹ là có các cái cơ chế liên minh quân sự ở bao vây toàn bộ cái vành đai quanh Nga, bên Tây là NATO, Đông này có Nhật Bản, Hàn Quốc, liên minh đấy, quân sự, có ANZUS với Úc, với lại New Zealand, có với một số nước Đông Nam Á, gọi là cái gì Tô đấy, tôi quên xem Tô là cái gì đấy, Seattle là cái gì đấy. Và bây giờ các bạn thấy quan hệ an ninh quốc phòng của Mỹ với vẫn có tập trận chung gần đây, nó do tình hình đấy, ví dụ như với Hổ Mang Vàng với Thái Lan, có rồi quan hệ an ninh với Singapore vẫn hết sức chặt chẽ. Đấy, Philippines thì nó có giảm đi phần nào sau khi Mỹ rút khỏi hai căn cứ là Subic Bay và Clark, sân bay một cái là hải cảng, đúng không? Mà trước kia Mỹ phải bỏ các tỷ đô la lên hàng năm để thuê Philippines. Thì chúng ta thấy là đấy, nhưng bây giờ thì sau này những cái khi chiến tranh lạnh nó thôi, cái chủ nghĩa xã hội nó đổ vỡ, thì có vẻ như là những cái liên minh quân sự ở cái phía đâu Á Thái Bình Dương này nó có vẻ như nó hơi nhạt đi, trừ ví dụ như là Hàn Quốc, chừng mực nào đấy là Nhật Bản. Thế nhưng với Đông Nam Á thì với cộng đồng kinh tế ASEAN, cộng đồng ASEAN nó có những cái tuyên bố rõ ràng về an ninh thì nó giảm dần. Thì bây giờ cái AUKUS lại là Anh, Úc, khác một chút.